Mến chào quý vị và các bạn. Địch lệ nhiệt ba ngày càng táo bạo, mặc váy hở hết cỡ, liên tục chê ngực vì vòng một cũng đến ngập thở xuất hiện tại sự kiện. Địch lệ nhiệt ba khiến neti dành xứ trung tráng ngợp vì body hot hòn họ họp Chiều tối, địch lệ nhiệt ba nhận lời mời tham dự sự kiện tuyên truyền cho một nhãn hàng đình đám. Ngay lập tức, tạo hình của nàng mỹ nhân Tân Cương gây sốc mạng xã hội Weibo. Không khó để nhận ra rằng, nhiệt ba càng ngày càng táo bạo thích chọn cho mình những trang phục khoe triệt để lợi thế vòng một căn đầy. Tại sự kiện lần này, loạt hình ảnh không qua chỉnh sửa BTS của người đẹp xứ Trung nhận được vô số lời ngợi khen của netizen. Đặc biệt, đôi gò bồng đảo sexy như muốn trào ra ngoài quả thật đã khiến cho nhiệt ba trở thành tâm điểm bằng tán tối nay. Địch lệ nhiệt ba gây sốt với hình ảnh cực kỳ xuất sắc tại hậu trường sự kiện. Vòng một căn đầy của nhiệt ba khiến người hâm mộ không thể rời mắt. Diện chiếc váy bó sát cơ thể nhiệt ba còn khiến các fan suýt xoa vì vòng eo con kiến. Tuy nhiên chiếc váy này dường như khiến nhiệt ba bất an, lo lắng. Cô nàng liên tục lấy tay che vòng một vì sợ lộ khoảnh khắc hớ hình. Sắc vóc đỉnh cao của người đẹp Tân Cương nhận được vô số lời ngợi khen của các fan. Bên cạnh đó, tên của cô nàng liên tục leo top tìm kiếm vì body quá xuất sắc. Cận cảnh nhan sắc tươi tắn, rạng rỡ của nữ diễn viên tâm sinh tâm thế tại sự kiện này. Vòng một căng đầy. Gợi cảm của địch lệ nhiệt ba chính là niềm mơ ước của rất nhiều fan. Dù rằng rất xinh đẹp và gợi cảm với chiếc váy bó sát này, tuy nhiên, các fan đều nhận xét rằng địch lệ nhiệt ba trở nên kém tự nhiên và gượng gạo hơn một chút so với mọi khi. Sở hữu cả nhan sắc lẫn body và người mê, nhiệt ba có lẽ chính là mỹ nhân chính ít sở hữu vi dù đẳng cấp nhất CPIT thời điểm hiện tại. Nhiều người cho rằng địch lệ nhiệt ba không xứng đáng với giải thưởng mà lễ trao giải trao tặng. Địch lệ nhiệt ba là cái tên thu hút vô số thị phi trong làng giải trí. Nhan sắc, vóc dáng xuất sắc bao nhiêu, thì khả năng diễn xuất của nữ diễn viên lại gây thất vọng bấy nhiêu. Dù đang là nàng tiểu hoa đáng hót nhất nhì si biết song nhiệt ba cũng có vô số anti-fan xăm soi cô nàng đủ điều. Mới đây, một blogger đính đám đã lật lại hình ảnh năm xưa của địch lệ nhiệt ba tại lễ trao giải Kim Ưng 2018. Trong số những giây phút tỏa sáng, nhiệt ba lại bị chỉ trích chỉ vì một khoảnh khắc giả trân, gượng gạo nhận về vô số gạch đá khi được xứng tên giành được giải thị hậu kim ưng nhiệt ba mở to mắt đưa tay lên ngực thể hiện sự bất ngờ vậy nhưng đây được coi là khoảnh khắc sượng sùng nhất cả đêm trao giải biểu cảm của nàng mỹ nhân tân cương được cho là quá giả tạo thể hiện sự bình thản đáng ngờ đáng chú ý khi ống kính máy quay lia tới hai bậc tiền bối họ đều tỏ ra ngỡ ngàng hơn cả nhân vật chính vì giải thưởng này mà dương tử tung lệ và lưu đào trở thành ba cái tên hot vì Trượt giải vào tay nhiệt ba, nhiều người cảm thấy xót xa và tiếc nuối cho những nhân vật có thành tích và diễn xuất tốt hơn nhiều so với mỹ nhân Tân Cương. Người đẹp tâm sinh tâm thế ngay sau đó bị nghi ngờ gian lận, mua giải, khiến các fan đùm nhiều bên tranh cãi nảy lửa. Rõ ràng, đây vừa là giải thưởng cao quý nhất nhưng cũng là thị phi nhất mà cô nàng nhận được trong suốt sự nghiệp. Sau đó, Dương Tử cũng có gây phúc sượng sùng khi ống kính quay phim ghi lại hình ảnh nhiệt ba đứng bên gia đình phát biểu cảm nghĩ khi nhận giải thị hậu Kim ưng danh giá, người đẹp cá mực hầm mực thẩn thờ, không cảm xúc, hoàn toàn đối lập với hình ảnh mừng rỡ của Nhiệt Ba. Mến chào quý vị và các bạn. Địch Lệ Nhiệt Ba ngày càng táo bạo, mặc váy hở hết cỡ, liên tục chen ngực vì vòng một cũng đến ngập thở xuất hiện tại sự kiện. Địch Lệ Nhiệt Ba khiến Neti Tỳ xứ trung tráng ngợp vì body hot hòn họ họp Chiều tối, Địch Lệ Nhiệt Ba nhận lời mời tham dự sự kiện tuyên truyền cho một nhãn hàng đình đám. Ngay lập tức tạo hình của nàng mỹ nhân Tân Cương gây sốt mạng xã hội Weibo. Không khó để nhận ra rằng, nhiệt ba càng ngày càng táo bạo, thích chọn cho mình những trang phục khoe triệt để lợi thế vòng một căn đầy. Tại sự kiện lần này, loạt hình ảnh không qua chỉnh sửa BTS của người đẹp xứ Trung nhận được vô số lời ngợi khen của netizen. Đặc biệt, đôi gò bồng đảo sexy như muốn trào ra ngoài quả thật đã khiến cho nhiệt ba trở thành tâm điểm bằng tán tối nay. Địch lệ nhiệt ba gây sốt với hình ảnh cực kỳ xuất sắc tại hậu trường sự kiện. Vòng một căng đầy của nhiệt ba khiến người hâm mộ không thể rời mắt. Diện chiếc váy bó sát cơ thể, nhiệt ba còn khiến các fan suýt xoa vì vòng eo con kiến. Tuy nhiên chiếc váy này dường như khiến nhiệt ba bất an, lo lắng. Cô nàng liên tục lấy tay che vòng một vì sợ lộ khoảnh khắc hớ hình. Sắc vóc đỉnh cao của người đẹp Tân Cương nhận được vô số lời ngợi khen của các fan. Bên cạnh đó, tên của cô nàng liên tục leo top tìm kiếm vì body quá xuất sắc. Cận cảnh nhan sắc tươi tắn rạng rỡ của nữ diễn viên tâm sinh tâm thế tại sự kiện này. Vòng một căn đầy, gợi cảm của địch lệ nhiệt ba chính là niềm mơ ước của rất nhiều fan. Dù rằng rất xinh đẹp và gợi cảm với chiếc váy bó sát này, tuy nhiên, các fan đều nhận xét rằng địch lệ nhiệt ba trở nên kém tự nhiên và gượng gạo hơn một chút so với mọi khi. Sở hữu cả nhan sắc lẫn body và người mê, nhiệt ba có lẽ chính là mỹ nhân chính ít sở hữu vi dùa đẳng cấp nhất si thời điểm hiện tại. Nhiều người cho rằng địch lệ nhiệt ba không xứng đáng với giải thưởng mà lễ trao giải trao tặng. Địch lệ nhiệt ba là cái tên thu hút vô số thị phi trong làng giải trí. Nhan sắc, vóc dáng xuất sắc bao nhiêu, thì khả năng diễn xuất của nữ diễn viên lại gây thất vọng bấy nhiêu. Dù đang là nàng tiểu hoa đáng hót nhất nhì si biết song nhiệt ba cũng có vô số anti-fan xăm soi cô nàng đủ điều. Mới đây, một blogger đính đám đã lật lại hình ảnh năm xưa của địch lệ nhiệt ba tại lễ trao giải Kim Ưng 2018. Trong số những giây phút tỏa sáng, nhiệt ba lại bị chỉ trích chỉ vì một khoảnh khắc giả trân gượng gạo nhận về vô số gạch đá khi được xứng tên giành được giải thị hậu kim ưng nhiệt ba mở to mắt đưa tay lên ngực thể hiện sự bất ngờ vậy nhưng đây được coi là khoảnh khắc sượng sùng nhất cả đêm trao giải biểu cảm của nàng mỹ nhân tân cương được cho là quá giả tạo thể hiện sự bình thản đáng ngờ đáng chú ý khi ống kính máy quay lia tới hai bậc tiền bối họ đều tỏ ra ngỡ ngàng hơn cả nhân vật chính vì giải thưởng này mà Dương Tử, Tông Lệ và Lưu Đào trở thành ba cái tên hot vì trượt giải vào tay nhiệt ba. Nhiều người cảm thấy xót xa và tiếc nuối cho những nhân vật có thành tích và diễn xuất tốt hơn nhiều so với mỹ nhân Tân Cương. Người đẹp tâm sinh tâm thế ngay sau đó bị nghi ngờ gian lận, mua giải, khiến các fan đùm nhiều bên tranh cãi nảy lửa. Rõ ràng, đây vừa là giải thưởng cao quý nhất nhưng cũng là thị phi nhất mà cô nàng nhận được trong suốt sự nghiệp. Sau đó, dương tử cũng có gây phút sượng sùng khi ống kính quay phim ghi lại hình ảnh nhiệt ba đứng bên gia đình phát biểu cảm nghĩ khi nhận giải thị hậu kim ân danh giá